xôn xao lẩu tắm khổng lồ khách vừa tắm vừa ăn thỏa thích trong nồi chỉ sợ không sạch khách khi đến quán ăn không chỉ được ăn lẩu mà còn được tắm thỏa thích trong bồn và được ví như nồi lẩu khổng lồ thời buổi này kinh doanh đôi khi phải đi kèm với những chiêu độc lạ để kích thích khách hàng tìm đến việc nấu ngon là điều đương nhiên vì phải đảm bảo chất lượng món ăn mới mong đông khách sau đó mới tính đến chuyện niêm chút chiêu trò để quán ăn trở nên đặc biệt điển hình như quán ăn bên dưới đang gây xôn xao trên mạng xã hội khi hình ảnh được lan truyền theo đó khách khi đến đây sẽ được đắm mình trong bồn nước nóng chia làm chính ngăn ở mỗi ô sẽ chứa đầy những nguyên liệu nấu lẩu như bắp ngô ớt chanh bắp cải trái cây chủ của mô hình này đã tận dụng nguồn nước nóng thiên nhiên sau đó thiết kế trong hệt như một nồi lẩu to đùng để khiến mọi người thích thú mục đích của bồn tắm nước nóng được cho là giúp người dân sống lành mạnh trước thềm năm mới có khuynh hướng ăn uống điều độ thiếu kiểm soát Điều đặc biệt là trong thời gian ngâm mình dưới nước nóng, khách có thể thưởng thức những món ăn tại đây bán. Theo hình ảnh được đăng tải, nhiều du khách khoan khoái đắm mình trong nồi lẩu, tận hưởng những xiên thịt nướng ngon lành. Mô hình kinh doanh thú vị này tại Hàng Châu, Trung Quốc đã thu hút lượng khách hiếu kỳ đổ về rất đông. Tuy không nổi danh các món lẩu bằng Thành Đô hay Trùng Khánh, nhưng món lẩu người này đã khiến nhiều người đổ về Hàng Châu để trải nghiệm. Khi hình ảnh về mô hình này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cũng ái ngại khi nghĩ rằng du khách sẽ ăn những món trong nồi lẩu nhưng thực chất, đó là đậu cụ bỏ vào bồn để kích thích thị giác như nồi lẩu thực thụ, chứ thực tế chẳng ai ăn sốt chanh ớt bắp ngô trong đó. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bày tỏ sự e ngại về sự mất vệ sinh khi tắm chung như thế này, chưa kể có thể lây nhiễm các bệnh da liễu. Ở Nhật Bản, việc tắm suối nước nóng như là một sở thích của người dân nơi đây, dĩ nhiên họ có những quy định để đảm bảo như không kỳ cọ vì sẽ làm bẩn nước hay đùa giỡn làm ồn đến mọi người xung quanh lúc tắm. Còn mô hình tắm nước nóng như đắm mình trong nồi lậu ở Hàng Châu, Trung Quốc có vẻ cho phép mọi người nô đùa, thậm chí còn mang cả đồ ăn xuống nước nên vấn đề vệ sinh cũng cần phải xem xét lại.